Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với livestream trực tiếp của bệnh viện thẩm mỹ Can Nam. Ta đang có mặt tại phòng thay mang các chị để cùng gặp gỡ một vị khách hàng vừa thực hiện dịch vụ nâng ngực nano chip linh hoạt sau 7 ngày đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Khách hàng của chúng ta đã làm phẫu thuật được 7 ngày rồi. Hiện tại thì cái hiện tượng sưng này rất là ít, ngực và form rất là chuẩn nhé các bạn nhé. Đó, các bạn thấy vì khách hàng còn chưa cắt chỉ nhé, hôm nay mới chỉ được thay băng thôi. Thì cái dáng ngực đã tương đối là ổn định rồi. Cái E-line rất là đẹp và sexy nhé. Đây là một cái vòng ngực mà rất nhiều người mơ ước. Đúng rồi, các chị em phụ nữ chúng ta là rất là mơ ước những cái vòng ngực căng tròn như thế này nhé. Và bây giờ đây để biết khách hàng này đã thay đổi như thế nào, chúng ta cùng bác sĩ để bác sĩ chia sẻ là hình ảnh trước phẫu thuật sau, trước buổi phẫu thuật hôm nay 7 ngày cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy trước phẫu thuật khách hàng của chúng ta là bị tuyến vú rất là teo, rất là ít tuyến nhé, rất là ít mô tuyến nhé, và cái ngực hai bên tương đối lệch nhau khá là nhiều nhé. Các bạn thấy bên phải mô tuyến nhiều hơn, bên trái thì mô tuyến tương đối là ít nhé. Và khi mà nhìn khi mà nhìn góc nghiêng này thì gần như là bầu ngực của khách hàng của chúng ta hơi bị sệ và nó không có độ nhô một chút nào cả. Dạ đúng rồi. Nhá. Không, nó không căng đầy như những phần ngực sexy khác đúng không ạ? Nên là nó khách hàng của chúng ta sẽ rất là thiếu tự tin khi diện với bộ đồ bò sát hay là bộ đồ ngực trễ ngực sâu nhé các bạn nhé. Dạ. Nên là khi đến với viện thẩm mỹ Can Nam thì bác sĩ đã tư vấn cho khách hàng sử dụng cái loại túi ngực tốt nhất hiện nay là túi ngực nano chip linh hoạt size 315cc. Đối với khách hàng này nhé, để cho tạo cho khách hàng được cái bầu ngực độ nhô vừa phải tự nhiên nhưng mà vẫn căng tròn và sexy nhé. Dạ, và đây chúng ta thấy được là khách hàng của chúng ta chỉ mới có 5 đến 7 ngày thôi mà đã thay đổi một cách rất là ngoạn mục, giống như là một giấc mơ vừa trải qua đúng không ạ chị? Đúng rồi. Khi đến với bệnh viện Can Nam thì khách hàng chúng ta chỉ cần ngủ trong phòng hơn tiếng đồng hồ là sẽ có một cái bầu ngực rất là đẹp, căng tròn và sexy nhé. Mong muốn của khách hàng cùng với cả thể trạng và bác sĩ thăm khám trực tiếp trên cái khuôn ngực của khách hàng để có thể lựa chọn được cái size túi ngực phù hợp nhất cho khách hàng nhé. Thường thì để ổn định hoàn toàn 100% thì thường là 3 đến 6 tháng nhé các bạn nhé. Tuy nhiên là tầm khoảng 1 tháng thôi thì các bạn thể vận động ăn uống hoàn toàn bình thường, đó thì ngực đã tự định được khoảng 80 đến 85% rồi. Dạ. Mình còn có thể kiêng cữ gì nhiều không bác sĩ? Cái kiêng cữ thì khách chúng ta sẽ ăn một cái số cái đồ ăn kiêng ăn một số đồ ăn tạp xẻo như là rau muống, thịt bò vân vân trong vòng 1 tháng đầu để cho sẹo nó đẹp nhé. Dạ. Và giờ đây chúng ta có thể là giao lưu trực tiếp với khách hàng để các bạn đang xem livestream cũng biết rõ là nâng ngực như vậy có đau nhiều không chị? Đau khoảng 3 ngày đầu. Dạ. Và là dáng ngực như thế này chỉ mới 5 ngày mà đã có cái dáng ngực như thế này thì mình có thấy là hài lòng với dáng ngực như này và cảm rất là hài lòng. Dạ, cảm thấy happy không chị? Dạ. Về thái độ phục vụ của nhân viên của bệnh viện thẩm mỹ Can Nam đối với khách hàng thì chị cảm thấy như thế nào? Mấy bạn rất là nhiệt tình. Dạ. Từ đâu mà chị biết đến cái dịch bệnh viện thẩm mỹ Can Nam để mình đến? Chị có qua Facebook. Dạ. Bác sĩ ơi, sau khi mà mình làm nâng ngực thì vấn đề lo lắng nhất của tất cả các bạn nữ của chúng ta là sợ là để lại sẹo. Vết sẹo có thể làm mất thẩm mỹ, là mình để lại sẹo sẽ làm cho không tự tin khi mình nhìn cái ngực rất là đẹp như này mà mình để lại cái sẹo thì mình có như là một cái khuyết điểm. Thì bác sĩ có thể chia sẻ về vấn đề tạo sẹo tại bệnh viện thẩm mỹ Can Nam cho khách hàng về cái đường may như thế nào không ạ? Về cái nâng ngực tại bệnh viện thẩm mỹ Can Nam thì là 100% là đi theo đường nách như các bạn nhé. Thì cái sẹo sẽ được giấu tối đa vào phần nếp mặt nách của khách hàng. Nó là một cái đường rãnh tự nhiên của cơ thể nên là sẽ rất là khớp. Và cái sẹo thì đường sẹo rất là nhỏ thôi, mặc dù túi ngực sẽ rất là to nhưng mà cái đường rạch của xít thì rất là nhỏ và hoàn toàn các cái bóc tách bên trong là đều được làm bằng nội soi hết, nên là gần như là cái độ chuẩn xác của tầm đến 99% nhé. Dạ. Khả năng để sẹo là hầu như là không có luôn đúng không ạ? Dạ. Khả năng để lại sẹo đối với những trường hợp nâng ngực nano chip linh hoạt tại bệnh viện thẩm mỹ Can Nam thì rất thấp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình livestream lần sau ạ.